chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chị sẽ tô màu bức tranh cát cho chiếc xe mô tô này nhé. Các bạn thấy chưa, chị có một chiếc xe mô tô rất là đẹp. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tô màu tranh cát của chiếc xe mô tô này. Chiếc xe mô tô này khá là nhiều chi tiết nha các bạn nhé, nên là chúng ta phải gỡ từng chi tiết một. Một chiếc mô tô phân khối lớn rất là đẹp đúng không nào? Giờ là màu đỏ nhé. Rất là nhiều màu đỏ. Ta tiếp tục nào. Màu vàng đấy. Đây chắc là chiếc xe mô tô có nhiều màu sắc nhất mà các bạn biết phải không? Chị sử dụng màu nâu nhé. Ở phần này chị sẽ sử dụng màu xanh nước biển. Wow, chiếc xe mô tô của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi đấy. Nhiều màu sắc phải không nào các em? Chỉ còn một vài chi tiết nữa thôi là chúng ta đã hoàn thành xong xe mô tô rồi. Cùng đang được hoàn thành các bạn nhé.
Hoàn thành rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chị ngày hôm nay.